Thu đông là thời điểm các tuần lễ và chương trình biểu diễn thời trang trong nước và quốc tế được triển khai đa dạng. Mới đây, Hoa hậu siêu quốc gia Thái Lan 2013 Prabhasarin Sripariyawat và quán quân Asia Next Top Model Jessica Amon Kudilok đã có mặt tại Việt Nam và tham dự chương trình biểu diễn thời trang mùa thu. 20 mẫu thiết kế mới ở hai phân khúc dạ tiệc và dạo phố hướng đến khách hàng phụ nữ doanh nhân và các bạn gái ở nhiều lứa tuổi đã được giới thiệu. Đây là sự kiện đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thương hiệu thời trang Phương Dung. Trong quá trình hoạt động, thương hiệu luôn cập nhật kịp thời các xu hướng thời trang, giới thiệu nhiều phân khúc đến với người tiêu dùng. Các hoạt động biểu diễn, giao lưu, chăm sóc khách hàng cũng thường xuyên được tổ chức.